chọn lọc ngày 22 tháng 7. Cựu Tổng thống Trump nói đánh bại bà Harris dễ hơn ông Biden. Phó Tổng thống Kamala Harris được nhiều đảng viên dân chủ ủng hộ nhưng một người quyền lực vẫn giữ im lặng. Thị trưởng Kỹ nói bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào của Tổng thống Zelensky cũng cần phải có trưng cầu dân ý. Ông Zelensky đáp trả ý tưởng kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ của ông Trump. Trung Quốc, Philippines nhất trí về thỏa thuận tạm thời cho các nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông. Chuyên gia cho rằng, nếu ông Tập thực sự có vấn đề về sức khỏe, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lập tức lâm cửa tử. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị! Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin chọn lọc ngày 22 tháng 7 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bản liền. Trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573 xin trân trọng cảm ơn kính thưa quý vị chính trường mỹ đang gay cấn hơn sau khi ông biden thông báo dừng cuộc đua vào tòa bạch ốc ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump đã cho biết vào ngày 21 tháng 7 rằng ông nghĩ phó tổng thống kamala harris sẽ dễ bị đánh bại hơn so với tổng thống joe biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới theo truyền thông Mỹ CNN, ông Trump đã đưa ra những bình luận này ngay sau khi Tổng thống Biden công bố quyết định dừng chiến dịch tái tranh cử. Ông Trump cũng đưa ra lời kêu gọi gây quỹ. Ông kêu gọi một triệu người yêu nước ủng hộ Trump, hãy chung tay và tự hào nói rằng tôi ủng hộ Trump. Thông điệp kêu gọi của cựu Tổng thống viết rằng, nếu chúng ta muốn giành lại tòa Bạch Ốc, tất cả sẽ là nhờ vào động lực mà chúng ta đã xây dựng được tại thời điểm này, ngay tại đây, ngay lúc này. Kênh CNN dẫn các nguồn tin cho biết, trong nhiều tuần vừa qua, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump đã chuẩn bị nghiên cứu về nhiều ứng cử viên dân chủ tiềm năng. Phó tổng thống Harris, thống đốc California Gavin Newsom và thống đốc Michigan Gretchen Whitmer đều có tên trong danh sách các ứng cử viên tổng thống tiềm năng, nhưng phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào bà Harris. Tiếp theo, nhiều đảng viên dân chủ đã nhanh chóng ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng sau khi ông Joe Biden đột ngột rời khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, một số thành viên quyền lực của đảng, trong đó có cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn giữ im lặng. Sau nhiều tuần tranh luận nội bộ giữa các đảng viên dân chủ về việc liệu ông Joe Biden, năm nay 81 tuổi, có nên tiếp tục tham gia cuộc đua hay không thì hiện nay việc có được một làn sóng ủng hộ bà Harris là rất quan trọng khi chỉ còn hơn 100 ngày nữa là đến cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống. Tuy nhiên theo hãng thông tấn Reuters có rất nhiều nghi ngờ trong đảng dân chủ về việc liệu bà Harris có thể đánh bại được ông Trump vào tháng 11 tới hay không. Tổng thống Biden đã bày tỏ sự ủng hộ bà Harris trong một bài đăng riêng với tuyên bố dừng tranh cử. Nhiều nghị sĩ da màu, một số nhà tài trợ và tổ chức quan trọng như Priorities USA đã ủng hộ ông Biden. Ông Dimitri Melholm, người sáng lập LinkedIn và là nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ, gọi bà Harris là giấc mơ Mỹ hiện thân. Ông ủng hộ bà Harris chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên một số người khác, bao gồm cả bà Pelosi, đã cảm ơn Tổng thống Biden vì lòng yêu nước của ông ấy, nhưng vẫn chưa ủng hộ bà Harris hay bất kỳ ứng cử viên nào khác. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Peter Welch Thượng nghị sĩ dân chủ đầu tiên đề nghị tổng thống Joe Biden từ bỏ chiến dịch tái tranh cử đã kêu gọi một quá trình công khai để đề cử bà Harris. Ông cho biết, đảng dân chủ nên có một quy trình công khai để bất kỳ ai được đề cử, bao gồm cả Kamala Harris, đều có khả năng thể hiện lập trường đồng thuận của đảng. Cuộc tranh luận trong đảng dân chủ là ai có thể tiếp tục di sản của tổng thống Biden và đánh bại Trump. Tiếp tục một thông tin đáng chú ý tại nước Mỹ các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc đại diễn hành ở New York để kỷ niệm 25 năm cuộc phản bức hại. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2024, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ở thành phố New York, Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc đại diễn hành ở khu phố tàu Manhattan để kỷ niệm 25 năm cuộc phản kháng ôn hòa chống lại cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân sự kiện này, các học viên cũng chúc mừng hơn 433 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn 4,35 triệu người đã ký tên ủng hộ chiến dịch đả đảo Trung Cộng ác ma. 25 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp toàn diện và nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Cho đến tận ngày nay, cuộc đàn áp tàn bạo này vẫn tiếp diễn, với vô số học viên bị kết án, bị tra tấn bất hợp pháp và thậm chí bị thu hoạch nội tạng cưỡng bức khi còn sống. Trong 25 năm qua, cứ vào khoảng ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ lại tổ chức các cuộc tuần hành để nói lên sự thật với công chúng về cuộc đàn áp phi pháp dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc và để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị mất mạng vì cuộc bức hại. Theo đài NTDTV, cuộc diễn hành năm nay ở Manhattan thu hút khoảng 2.000 học viên tham gia. Nhiều người chứng kiến đã rất cảm phục và ca ngợi vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Engo Molina, một người dân địa phương nói rằng ông đã xem cuộc diễn hành của Pháp Luân Công nhiều lần và nó rất thú vị. Ông đồng ý rằng chân thiện nhẫn mà Pháp Luân Công tin tưởng là một đức tin rất tốt. Ông nói rằng đây là điều Hoa Kỳ và thế giới đang cần. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất tàn bạo và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Andrew Chan là một nhà thiết kế đồ họa và là người Mỹ gốc Hoa, đây là lần đầu tiên anh xem một cuộc diễn hành của Pháp Luân Công. Anh mô tả cuộc diễn hành rất đẹp. Anh tin rằng nguyên lý chân thiện nhẫn là rất tốt và cần được bảo vệ. Andrew Chan biết rất nhiều về cuộc đàn áp người Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, cuộc đàn áp người dân Trung Quốc và Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên chấm dứt ngay lập tức. Chuyển đến phần tin tức liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Thị trưởng Kyiv Vitaly Kalichko đã cho biết có thể sẽ cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để hợp pháp hóa bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga. Chia sẻ với trang tin Korea de la Sera của Ý vào hôm 21 tháng 7, thị trưởng của thủ đô Ukraine dự đoán rằng vài tháng tới sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Tổng thống Zelensky. Chúng tôi đang chờ đợi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, nhưng để thiết lập hòa bình, chúng tôi sẽ cần một cuộc trưng cầu dân Ý. Ông Kalichko nói. Thị trưởng Kỹ cũng mô tả cuộc bỏ phiếu toàn quốc có thể sẽ cần thiết để hợp pháp hóa một thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga, vì bất kỳ sự thỏa hiệp nào cũng sẽ rất khó để giải thích với công chúng Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng việc tiếp tục các hành động thù địch trong vài năm nữa cũng không phải là một lựa chọn. Theo ông Kalichko, lối thoát là thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc theo phong cách của Israel có thể là một lựa chọn để Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn và hợp pháp hóa một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tuy nhiên, ông không chắc Tổng thống Zelensky sẵn sàng từ bỏ quyền lực tập trung trong tay mà thiết quân luật đã bảo đảm cho ông ấy kể từ ngày đầu tiên Nga phát động tấn công. Ông Zelensky vẫn nắm quyền ở Ukraine, mặc dù nhiệm kỳ của ông ấy đã chính thức kết thúc vào tháng 5 vừa qua. Ông đã chọn không tổ chức bầu cử Tổng thống, viện dẫn thiết quân luật được áp dụng do đang có chiến tranh với Nga. Moscow đã ra tín hiệu rằng họ coi tính hợp pháp của ông Zelensky đã hết hạn và không còn coi ông là Tổng thống thực sự của Ukraine nữa. Tin tiếp theo, Tổng thống Zelensky đã đáp trả ý tưởng của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ, nói rằng Ukraine sẽ không đồng ý chỉ dừng lại và quên đi mọi thứ. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, ông Zelensky đã cho biết, mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu một người trên thế giới, có thể là ông Donald Trump, có thể ngăn chặn chiến tranh. Câu hỏi đặt ra là ngăn chặn bằng giá nào và ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Ý tôi không phải là ông Trump hay ai đó sẽ bắt chúng ta phải trả giá. Nhưng việc ai đó muốn chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Bởi vì rõ ràng, cách thực hiện đó chỉ yêu cầu các bên dừng lại và quên đi. Nếu không có lệnh trừng phạt, ông Putin sẽ chiếm được lãnh thổ Ukraine, giành chiến thắng cho xã hội và thế giới của mình. Sẽ không có ai phải vào tù, không có ai nhận trách nhiệm giải trình, không có tòa án, Ông Zelensky thừa nhận rằng đó là một con đường rất dễ dàng, nhưng Ukraine sẽ không bao giờ thực hiện nó và không có một người nào trên thế giới có thể khiến Ukraine làm điều đó. Nhà lãnh đạo của Ukraine giải thích rằng bởi vì đó không phải là chuyện của một tổng thống hay 10 người, mà là chuyện của một quốc gia. Quân đội Nga đã sát hại nhiều người như vậy, làm sao Ukraine có thể quên và tha thứ cho điều này được? Đáp lại những bình luận từ ông J.D. Vance của Đảng Cộng Hòa, người mà ông Trump đã lựa chọn làm phó tổng thống cùng tranh cử của mình, ông Zelensky đã nói, ông Vance không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra ở Ukraine, rằng người Mỹ có thể không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine bảo đảm rằng nếu có một nội các Mỹ mới sau cuộc bầu cử, ông sẵn sàng làm việc với những nhà lãnh đạo mới đó. Chuyển sang một diễn biến khác. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin vào hôm 21 tháng 7 theo giờ địa phương, trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, các chiến hạm của Nga đã tiến hành tập trận ở Biển Trắng để hộ tống và bảo vệ một đoàn tàu trong một hoạt động huấn luyện chiến đấu thường kỳ. Trong cuộc tập trận, hai tàu chống ngầm nhỏ Onega và Narian Mark đã thực hành tổ chức sử dụng vũ khí và thiết bị tác chiến vô tuyến điện tử trong tình huống bị tấn công đồng thời từ trên không và trên biển. Hãng TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng cho hay, một ngày trước đó, các tàu chống ngầm nhỏ nói trên đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu để đẩy lùi một cuộc tấn công trên không của đối phương. Hãng TASS cho biết thêm, trong khi huấn luyện phòng không, các chiến hạm đã bắn vào các mục tiêu trên không mô phỏng từ hệ thống hỏa tiễn phòng không và pháo hải quân. Chuyển sang tình hình Biển Đông Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một tuyên bố vào hôm 21 tháng 7 rằng Philippines và Trung Quốc đã đạt được sự hiểu biết về thỏa thuận tạm thời đối với các nhiệm vụ tiếp tế cho một tàu hải quân mắc cạn ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines không cung cấp thông tin chi tiết về việc sắp xếp các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho con tàu Sierra Madre ở bãi cạn Cỏ Mây. Tuy nhiên, bộ này cho biết họ đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng giữa hai bên tại cơ chế tham vấn song phương vào đầu tháng này. Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, cả hai bên tiếp tục thừa nhận nhu cầu hạ nhiệt tình hình ở Biển Đông và giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của mỗi bên ở Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào cuối tuần. Philippines cố tình cho tàu hải quân của mình mắc cạn vào năm 1999 để củng cố yêu sách của Manila đối với vùng biển tranh chấp xung quanh bãi cạn và kể từ đó vẫn duy trì một đội thủy thủ nhỏ. Các quan chức an ninh của Philippines cũng cho biết vào hôm 21 tháng 7 rằng họ sẽ tự mình thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế bất chấp lời đề nghị giúp đỡ từ Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cho biết vào ngày 10 tháng 7 rằng Washington sẽ làm những gì cần thiết để bảo đảm đồng minh hiệp ước của mình có thể tiếp tế cho tàu Sierra Madre tại bãi cỏ mây. Người đồng cấp Philippines Eduardo Ano đã cho biết hoạt động tiếp tế vẫn sẽ là một hoạt động thuần túy của Philippines ông nói hiện tại không cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của lực lượng hoa kỳ vào nhiệm vụ tiếp tế hãng thông tấn reuters trước đó cho hay philippines đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ hoạt động của hoa kỳ ở biển đông căng thẳng trên tuyến đường thủy đang tranh chấp đã leo thang thành bạo lực trong năm vừa qua khi một người lính của philippines bị mất một ngón tay vào tháng trước trong một cuộc đụng độ mà manila mô tả là hành động cố ý đâm tàu ở tốc độ cao của hải cảnh trung quốc Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết trong một tuyên bố riêng vào ngày 21 tháng 7 rằng Philippines sẽ sử dụng mọi biện pháp trước khi tìm kiếm sự can thiệp của nước ngoài vào các nhiệm vụ tiếp tế của mình. Manila và Washington bị ràng buộc bởi hiệp ước phòng thủ chung năm 1951, một hiệp ước có thể được viện dẫn trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng tàu thuyền hoặc phi cơ của Philippines ở biển Đông. Các quan chức Hoa Kỳ bao gồm cả Tổng thống Joe Biden đã khẳng định cam kết chắc như đinh đóng cột của mình trong việc viện trợ cho Philippines. Chuyển đến phần thông tin đáng chú ý khác liên quan đến Trung Quốc. Vào tối hôm 20 tháng 7, đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đã dành thời lượng phát sóng 4 phút để nói về sự kiện đám tang của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Những hình ảnh phát sóng trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho thấy cùng đoàn với ông Tập Cận Bình có ông Thái Kỳ, bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan khác đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để bày tỏ lời chia buồn. Sau khi vào Đại sứ quán Việt Nam, ông Tập đi đến chỗ bức chân dung Nguyễn Phú Trọng, dừng lại một lúc, cúi chào ba lần. Ông Tập cũng ghi và ký tên vào sổ tang. Đoạn video về sự kiện này dài 4 phút 20 giây, cho thấy khi ông Tập lên cầu thang, đi lên nhà tang lễ ở lầu 2, cho thấy ông Tập đã đi lại bình thường mà không dùng tay vịn. Trước hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, sau đây gọi tắt là Hội nghị Trung ương 3, trên mạng xã hội đã xuất hiện rộng rãi tin đồn rằng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã bị đột quỵ nhưng không thể xác minh được. Cho đến khi Hội nghị Trung ương 3 kết thúc vào hôm 18 tháng 7, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát video về lễ bế mạc của hội nghị. Nhóm của ông Vương Kiếm, một blogger gốc hoa độc lập ở hải ngoại đã so sánh video lễ khai mạc và lễ bế mạc và cho rằng đài truyền hình trung ương trung quốc đã sử dụng cảnh quay từ lễ khai mạc kết luận của ông vương kiếm là không thể khẳng định hoặc bác bỏ tin đồn về việc ông tập cận bình bị đột quỵ hay không nhưng chuyên gia các vấn đề thời sự gốc Hoa, Nhan Thuần Câu đã cho rằng, nếu có thể xác định rằng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã sử dụng video từ lễ khai mạc thì có thể khẳng định rằng ông Tập Cận Bình khả năng cao là đã có vấn đề về sức khỏe. Lý do là khi một nhà lãnh đạo chuyên chế đang ở thời điểm then chốt trong sự nghiệp chính trị, nếu bị đồn đại rằng ông ấy có vấn đề lớn về sức khỏe, điều này sẽ có ảnh hưởng cực đại đến sự ổn định của chính quyền và những dự đoán về tương lai của ông. Khi có nhiều tin đồn, biện pháp cấp bách và quan trọng nhất là nhanh chóng loại bỏ những tin đồn bằng những bằng chứng mạnh mẽ nhất, giữ vững nội bộ và định hướng dư luận toàn dân và toàn quân, giúp ổn định nội bộ của Đảng Cộng sản và cấp dưới của ông Tập. Nếu như ông Tập không có vấn đề về sức khỏe thì lễ bế mạc hội nghị trung ương 3 chính là cơ hội tốt nhất để ông ấy xuất hiện công khai, bằng các cảnh quay thực tế, thậm chí có những hành động mạnh mẽ hơn để phủ nhận tin đồn, xóa tan mọi nghi ngờ cả trong và ngoài Đảng thông lệ là khi các hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, lãnh đạo phải có bài phát biểu. Ngay cả nếu Tổng bí thư tập không phát biểu, ông Lý Cường là nhân vật số 2 cũng sẽ phải đọc tuyên bố của đại hội. Thức phim quay cảnh đó, ít nhất cũng phải có cảnh cho thấy phản ứng của ông Tập khi ông Lý phát biểu, thể hiện ông Tập đang hiện diện tại hiện trường. Sau khi hội nghị kết thúc, thường sẽ có cảnh toàn thể đại biểu đứng dậy vỗ tay để tiễn lãnh đạo rời đi. Những thông lệ này càng trở nên cần thiết hơn trong bối cảnh phức tạp hiện nay chuyên gia nhan thuần câu phân tích rằng nếu như ông tập cận bình thực sự tham dự lễ bế mạc tại sao đài truyền hình trung ương trung quốc cctv lại phải sử dụng video của lễ khai mạc việc bỏ qua video của lễ bế mạc và sử dụng lại video của lễ khai mạc chính là bằng chứng cho thấy ban tuyên giáo trung ương đã không thể cung cấp video về ông tập cận bình tham dự lễ bế mạc điều này cũng có nghĩa là ông tập cận bình đã không tham dự và cũng có nghĩa là sức khỏe của ông tập thực sự gặp vấn đề trong thời phong kiến ở trung quốc có một quy tắc gọi là bí mật không phát tang hay mật bất phát tang khi hoàng đế băng hà do chính quyền không ổn định hoặc đất nước đang ở bờ vực sống còn nếu tin tức bị lộ ra ngoài sẽ gây hỗn loạn trong thiên hạ và lật đổ chính quyền vì vậy, hoàng tộc cấu kết với các quan chức thân cận của hoàng đế, bịa ra lời nói dối rằng hoàng đế vẫn còn sống và vẫn nhân danh hoàng đế chỉ huy thiên hạ, giữ bí mật về cái chết của vua có thể che giấu dân chúng trong thời đại thông tin còn hạn chế. Nhưng trong thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay, với những mâu thuẫn sâu sắc và dối ren bên trong chính quyền, chiêu này sẽ khó thành công. Theo ông Nhan Thuần Câu, tất cả các ủy viên bộ chính trị trong nhiệm kỳ này đều là những trợ lý và thuộc hạ thân tín của ông Tập Cận Bình ông Triệu Lạc Tế và Vương Hỗ Ninh cũng đã quy thuận. Quyền lực và sự an toàn của họ 100% phụ thuộc vào ông Tập Cận Bình. Vì vậy, nếu như ông Tập gặp vấn đề về sức khỏe, họ sẽ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Để bảo vệ bản thân, những người thân cận này chỉ có thể giấu kín thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Tập Cận Bình để dành thời gian xử lý khủng hoảng, xem có thể sắp xếp vấn đề kế thừa một cách ổn thỏa hay không. Nếu như ông Tập Cận Bình không thể xử lý công việc, sự tồn tại của nhóm này sẽ mất đi nền tảng theo chuyên gia nhan thuần câu trong đảng cộng sản trung quốc có quá nhiều phe phái quá nhiều hậu duệ đỏ đang trông chờ quá nhiều lãnh đạo cấp cao cũ vẫn còn ảnh hưởng chính trị những người này sẽ không thể giao sự sinh tử của đảng cộng sản trung quốc cho những người mà họ cho là vô đức vô năng như thái kỳ lý cường khi ông tập cận bình mất quyền lực chiếc ghế tổng bí thư và ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc chắc chắn sẽ bị tranh giành ác liệt một lần nữa chuyên gia nhan thuần câu cho rằng trong trường hợp ông tập cận bình có thể bị đột quỵ nếu nhẹ thì sẽ phục hồi sau nửa năm nếu nặng thì có thể không bao giờ phục hồi do đó trong thời gian tới đảng cộng sản trung quốc không chỉ đối mặt với giai đoạn nguy hiểm lịch sử về đối nội và đối ngoại mà còn phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ nội bộ và tranh giành quyền sinh sát nhiều sự kiện chính trị bất thường với tốc độ nhanh như chớp và không thể đoán trước những biến cố lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vốn dĩ với sự cai trị chuyên chế của ông tập cận bình nếu một khi ông tập tạm thời không làm việc phe phái đối lập trong đảng cũng chưa kịp tập hợp lại mặc dù chính quyền trung quốc lung lay nhưng vẫn chưa đến mức sụp đổ nhưng nếu ông tập cận bình bị đột quỵ và không bao giờ hồi phục hoặc trở thành người tàn tật thì ông thái kỳ lý cường cũng sẽ không còn coi ông là biểu tượng tinh thần và quyền lực chính trị của họ nữa nhóm những kẻ ích kỷ chính trị cực đoan này có thể sẽ trà đạp lẫn nhau, tranh giành và kéo về phe mình các lực lượng chính trị khác để thực hiện tham vọng cá nhân. Cuối cùng, ông Nhan Thuần Công nói, nếu như cuộc đấu tranh quyền lực ở cấp cao mất kiểm soát, các phe phái đấu đá khốc liệt gây ra tình trạng chia rẽ ở chính quyền trung ương, vừa làm mất sự thống nhất ở trong nước, vừa đối mặt với những thách thức từ bên ngoài, thì đó chính là sự kết thúc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cuộc đại biến thay chiều đổ đại của Trung Quốc sẽ đến nhanh hơn mong đợi. Kính thưa quý vị, bản tin chọn lọc của DKN xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.